Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn đưa ra những lời đánh giá cho fanpage của mình hoặc là fanpage của bạn bè. Vậy đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, click vào tab Plus Token and Cookie, chọn mục Setting Rating Page Cookie. Ở trong mục danh sách account, các bạn nhập mỗi dòng một cookie hoặc mỗi dòng một định dạng user gạch path gạch cookie gạch token hoặc user gạch path. Bây giờ thì mình sẽ dán cookie của hai tài khoản Facebook vào trong mục danh sách này. Cookie của tài khoản Facebook đầu tiên. Cookie của tài khoản Facebook thứ hai. Các bạn nhớ là mỗi cookie thì mình để vào một dòng khác nhau. Sau đó các bạn nhấn thêm. Như vậy, hai tài khoản Facebook của mình đã được ép vào danh sách ở phía dưới. Nếu các bạn sử dụng trên 5 nick Facebook thì các bạn nên dùng DCOM và tích vào mục đổi nick và reset DCOM HMA sau khi các bạn đánh giá được một số lượng bài nhất định. Các bạn ghi số lượng bài vào ô trống bên cạnh. Sau đó các bạn nhập ID page mà các bạn muốn đánh giá vào trong mục ID page muốn rating. Ví dụ, mình muốn đánh giá page này. Nếu bạn nào mà chưa biết cách tìm ID của bài viết hoặc là page, các bạn vào trang My Facebook ID để có thể tìm ID của page hoặc bài viết. Bây giờ mình sẽ copy link của page, sau đó dán. Sau đó các bạn nhấn tìm. Như vậy, đây chính là ID của page mà mình muốn đánh giá. Sao chép. Quay trở lại phần mềm, dán. Số red ở đây chính là số sao mà các bạn muốn đánh giá cho từng page. Các bạn có thể để số sao từ 1 đến 5. Nội dung retake ở đây chính là nội dung đánh giá mà các bạn muốn đánh giá cho fanpage đó. Các bạn có thể nhập nhiều nội dung. Và chú ý thì mỗi nội dung thì mình để vào một dòng khác nhau. Số OK muốn chạy song song các bạn nên để là 4. Thời gian delay cho mỗi lần đánh giá các bạn nên để từ 200 đến 300 giây để tránh tình trạng bị checkpoint. Sau đó bạn nhấn bắt đầu. Bạn có thể thấy trong phần danh sách nick của mình đã hiện ra tên của nick Facebook đồng thời là trạng thái thành công. Lịch sử cũng được hiện ở ô trống ở bên phải của màn hình. Bạn cũng có thể kiểm tra lại ở trong nhật ký hoạt động của Facebook. Red hoàn tất.